Quý cô bác tuổi Mậu Thân kính mến, mình là Tử Vi rất vui khi gặp lại quý cô bác trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, đó chính là tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, độc lập chi hầu. Và nếu như quý cô bác biết được vận trình của mình thì có thể sẽ lội ngược dòng mà thăng hoa rực rỡ, tiền bạc ùn ùn kéo về, không những trả sạch nợ nần mà có thể đổi đời đại gia, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà. Trời thương Phật độ, tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, đón nhận phúc báo, vận may cực đỏ, làm ăn trúng lớn, trúng số cực đậm, tiền tỷ cầm tay đúng tháng 11 âm lịch 2023. Quý vị thân mến, sống ở đời chúng ta có thể là những người rất bình tĩnh, hiền lành. Thế nhưng không ít lần có những biến cố xảy ra khiến chúng ta tím tái mặt mày, chẳng thể giữ nổi vẻ bình tĩnh thường ngày. Tử vi học quan niệm rằng, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, hung cát là điều không thể tránh khỏi trong vận mệnh mỗi chúng ta. Thế nhưng hung vận lớn hay nhỏ, xảy ra sớm hay muộn thì còn tùy thuộc vào lá số bản mệnh của mỗi người. Người xưa vẫn hay nói, thời thế tạo anh hùng, bởi nếu biết nắm bắt thiên cơ, biết trước mệnh trời, tận dụng cơ hội mà ơn trên ban xuống, thì việc thành công chỉ còn là chuyện trong tầm tay, chẳng mấy chốc mà giàu lên chóng mặt. Đặc biệt, trong tháng 11 âm lịch tới đây, người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, được tử vi dự báo sẽ gặp vô số may mắn, tiền bạc đổ về không ngớt, công danh phất lên hương, đổi đời trong nháy mắt, xóa bay mọi khổ nạn mà những chú khỉ đã phải trải qua những ngày tháng đổ mồ hôi, sôi nước mắt trước đây sẽ được đền đáp xứng đáng, giàu có gấp bội lần. Tổng quan tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968 là tuổi con khỉ, thuộc mệnh thổ, đại trạch thổ, đất nhà lớn. Mệnh nam, cung khôn thổ, thuộc tây tứ mệnh. Mệnh nữ, cung khảm thủy, thuộc đông tứ mệnh. Tuổi Mậu Thân được Phật Đại Thế Chí Bồ Tát ban phúc, Phật Diệu Quang ban cho trí tuệ, Phật Quan Thế Âm hộ mệnh, Phật Đại Nhật Như Lai bảo hộ. Người tuổi Mậu Thân thường rất mưu trí, nhanh nhẹn, khả năng này giúp họ tiến hành công việc đạt hiệu quả cao và ít khi có sai sót. Họ có khả năng phán đoán mọi việc rất tốt, làm việc linh hoạt, có thể tùy cơ ứng biến để thích hợp với mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, họ lại giống người tuổi Thân mệnh Kim, thường thấy nhàm chán khi phải làm một việc trong khoảng thời gian quá dài. Nhờ khiếu hài hước cùng khả năng giao tiếp tốt, họ được nhiều người quý mến, nhất là người khác giới. Tuy nhiên, mỗi khi tâm trạng không tốt, họ thường đẩy trách nhiệm hoặc sự bực bội sang người khác, nên dễ mất đi sự tin tưởng của bạn bè. Người tuổi Mậu Thân cũng là người khá nhanh nhạy trong việc nắm bắt cơ hội. Nếu biết kiềm chế hơn thì chắc chắn cuộc sống và sự nghiệp của họ sẽ gặp nhiều thuận lợi và thành công hơn. Màu hợp với tuổi Mậu Thân là đỏ, vàng. Màu khắc với tuổi Mậu Thân là xanh. Về tính cách tuổi Mậu Thân, tuổi Mậu Thân tính khí khá tùy duyên, thuận tiện mà hành xử, làm việc, họ cơ trí, linh hoạt, tháo vát, có nhiều kế hoạch và sẵn sàng thay đổi theo chiều hướng mang lại lợi ích đa chiều nhất. Cá tính tùy duyên, tùy thời, khi bãi bể, khi nương dâu, khiến họ dễ bị dao động tâm tư, lập trường và nguyên tắc. Nhờ linh động nên những người này thường được yêu mến vì dễ tính, thoải mái mà lại đạt hiệu quả cao trong thời kỳ biến động. Người tuổi Mậu Thân yêu cuộc sống tự do, không thích bị câu thúc, những biến cố, thay đổi bên ngoài thường tác động mạnh tới họ, hoặc có lợi thì họ vận dụng, hoặc có hại thì họ cố thủ, thu mình. Trong giao tiếp, thái độ ôn hòa, điềm tĩnh của thuộc tính thổ kết hợp với sự linh động, giỏi ứng biến, không quá cố chấp, bảo thủ nên họ thường đạt được hiệu quả cao, lòng người thường hướng về ủng hộ. Cũng như bản tính vốn có, những người tuổi Mậu Thân thường phải trải qua quá trình học tập, tôi rèn kỹ lưỡng mới có thể giúp ích cho đời và thu được thành quả. Họ rất tin số mệnh, vì chịu quy luật biến thiên của địa chất, nên thành công hay thất bại của họ do bối cảnh thiên thời địa lợi ảnh hưởng tác động nhiều.
Tuổi Mậu Thân có một nỗi buồn trải dài theo thời gian, vì những sự biến động bãi bể nương dâu tác động mạnh, rồi nhân tình thế thái, vạn vật đổi thay. Tuổi Mậu Thân có một nhân sinh quan tiến thủ, luôn muốn thể hiện bản thân và khát vọng giúp đỡ cuộc sống của con người, mang lại hạnh phúc cho con người. Con số hợp với tuổi Mậu Thân là số 2, 5, 8, 9. Con số không hợp với tuổi Mậu Thân là 3, 4. Sự nghiệp tuổi Mậu Thân. Với những đặc điểm về tính cách kể trên nên những người tuổi Mậu Thân sẽ làm rất tốt đối với công việc như ngoại giao, tư vấn, vì điềm tĩnh, mềm mỏng, kinh doanh bất động sản, vì thực tế và tư duy đổi mới, biến động, xoay chuyển theo các mặt lợi hại. Các lĩnh vực như nông nghiệp, chăn nuôi, chăm sóc sức khỏe, tư vấn bảo hiểm đều là những lĩnh vực mang lại thành công lớn đối với họ. Tuổi Mậu Thân có thiên thời địa lợi về thiên can, địa chi, ngũ hành nạp âm nên hầu hết trong số họ khá giả và giàu có. Tiền bạc của họ thu được nhờ nỗ lực quyết tâm và các tác động ngoại cảnh thuận lợi đưa lại. Nam mạng Mậu Thân là những người có tính cách theo hướng tùy duyên, đến đâu thì đến, cho nên khi gặp sự cố hay công việc nào đột xuất thì họ xử lý rất nhanh nhẹn và khôn khéo. Việc gì cũng có thể giải quyết được, với tính cách như vậy thì có thể thấy họ là người ưa sự tự do, ghét sự cứng nhắc, khuôn phép. Nữ mạng Mậu Thân là người tin vào số phận, số mệnh an bài, nên tính cách tùy duyên của họ cũng là điều hiển nhiên. Với sự điềm tĩnh và mềm mỏng trong giao tiếp thì tuổi này rất thích hợp làm ngoại giao, tư vấn hay vì sự xoay chuyển, ứng phó rất nhanh nhẹn thì kinh doanh bất động sản, nhà đất cũng hợp với họ. Các ngành nghề liên quan tới chăm sóc sức khỏe hay tư vấn mua bảo hiểm hứa hẹn sẽ mang lại thành công lớn trong sự nghiệp của những người tuổi Mậu Thân. Có thể thấy với tài ngoại giao tốt như vậy thì việc kinh doanh với tuổi Mậu Thân là vô cùng dễ dàng. Và sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng 11 âm lịch cho tuổi Mậu Thân. Sinh năm 1968, vận hạn may mắn và cách hóa giải, giúp bản mệnh đón lành, tránh dữ, gặp hung hóa cát. Về mặt sự nghiệp, được tam hợp nâng đỡ, sự nghiệp của người tuổi Mậu Thân có cơ hội bước sang trang mới trong tháng 11 này. Bản mệnh cần tự tin hơn để có thể nắm chắc các cơ hội xuất hiện trước mắt, khiến người khác phải nhìn bạn bằng con mắt khác xưa. Tháng này, bản mệnh xây dựng được quan hệ xã giao hài hòa, nên làm việc gì cũng có người giúp đỡ, chỉ điểm. Với những công việc nhóm đòi hỏi hợp tác, bạn và đồng nghiệp làm việc ăn ý với nhau, khiến những nhiệm vụ tưởng chừng khó khăn cũng được giải quyết nhanh chóng. Tử vi tháng 11 năm 2023, tuổi Mậu Thân âm lịch thấy rằng con giáp này còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ở thời điểm này. Đối phương có thể chỉ ra cho bạn những điểm yếu để bạn nhanh chóng khắc phục hoặc chỉ ra những hướng đi mới để bạn rèn luyện bản thân phát triển theo hướng mới triển vọng hơn. Điều con giáp này cần khắc phục là tính hay lo nghĩ nhiều của mình. Dưới ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm suy, bạn thường suy nghĩ quá bi quan khi đối diện với rắc rối bất ngờ. Hãy tin tưởng vào bản thân nhiều hơn, bạn vốn là người có tài, đừng vội vàng bỏ cuộc. Hãy coi khó khăn là cơ hội rèn luyện bản thân để mình ngày càng trở nên xuất sắc hơn. Về mặt tài lộc, túi tiền của người tuổi Mậu Thân có nhiều cơ hội cải thiện trong khoảng thời gian này, vì thế bạn cần nhanh chóng nắm lấy thời cơ để vượt lên trên các đối thủ, khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Với người làm ăn kinh doanh, đây là thời điểm rất thích hợp để bạn đưa ra các quyết định hợp tác làm ăn. Nếu thấy có đối tác, khách hàng nào triển vọng thì bạn nên nhanh chóng ký kết hợp đồng ngay, đừng bỏ lỡ cơ hội tốt vào tay người khác. Nếu đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố, nhân lực và vật lực thì bạn cũng có thể xem xét việc mở rộng quy mô làm ăn, quy mô sản xuất. Tất nhiên, để có thể đạt được mục tiêu đã đề ra thì bạn sẽ phải khá vất vả đấy, song mồ hôi công sức sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Người làm công ăn lương cũng hứa hẹn sẽ được nhận một khoản thưởng nóng kha khá vì những thành tích tốt trong công việc. Đây chính là lời tuyên dương, khen thưởng của lãnh đạo đối với bạn, khiến bạn có thêm nhiệt huyết khi làm việc. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm suy và hung tinh thiên nguyệt, đôi khi bản mệnh sẽ thấy mệt mỏi, bất an. Song bạn không nên hướng những suy nghĩ của mình theo hướng bi quan, bạn có thể trao đổi tâm sự với những người đáng tin cậy để được gỡ rối, tìm lại lòng tin cho mình. Về mặt tình cảm, gia đạo. Căn cứ tử vi tháng 11 năm 2023 tuổi, Mậu Thân âm lịch, bản mệnh có thể xác định tinh thần sẽ được nhận nhiều tin vui liên quan đến tình cảm khi bước sang tháng 11 âm này. Dưới tác động tích cực của cục diện tam hợp cũng như các tinh chủ đào hoa bách việt, bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy người ưng ý. Người độc thân có thể nhiệt tình tham gia các hoạt động tụ tập, xã giao trong thời điểm này. Bạn là người có những mặt tính cách rất thu hút, vì thế mà chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi bạn sẽ nhận được rất nhiều lời ngỏ ý làm quen hoặc bày tỏ đến từ người khác giới. Con giáp này đào hoa đến mức bạn có thể gặp được người phù hợp với mình ở những nơi không ngờ tới nhất.
Hai người chỉ vô tình gặp gỡ mà đã thấy quen thân, khi nói chuyện cũng có nhiều quan điểm trùng hợp, cứ như thể đôi bên sinh ra là để dành cho nhau vậy. Với các cặp vợ chồng, quan hệ giữa hai bạn thiên về bình ổn nhưng vững chắc, đôi bên biết trân trọng và bao dung cho nhau nên chẳng bao giờ so đo, tính toán những chuyện nhỏ nhặt. Cũng nhờ có đối phương, bạn thấy dũng cảm và mạnh mẽ hơn khi đối diện với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Về mặt sức khỏe, công việc liên tục có những bước phát triển mới có thể khiến cho người tuổi Mậu Thân phải vất vả, bôn ba nhiều hơn khoảng thời gian trước đó. Vì vậy, bạn càng cần phải chú ý đến sức khỏe của mình, tránh làm việc quá sức kẻo đổ bệnh. Dù công việc có bộn bề thế nào, bạn cũng cần nhớ phải ăn uống và nghỉ ngơi đúng giờ giấc. Nếu có thời gian rảnh, hãy tham gia vào các hoạt động thể thao để cơ thể luôn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Khi bạn có những suy nghĩ bi quan, tiêu cực, hãy tâm sự với mọi người xung quanh để được giúp đỡ và cảm thấy nhẹ nhõm hơn, chớ nên giữ mọi chuyện ở trong lòng, đẩy mình vào cảnh căng thẳng không cần thiết. Vậy trong từng giai đoạn của tháng 11 âm lịch, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968? 1. Tử vi 10 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2023. Xem tử vi hàng tuần, trong 10 ngày đầu tiên của tháng 11 âm lịch cát khí lan tràn, người tuổi Mậu Thân nhờ thế mà đạt được khá nhiều thành công ngoài sức mong đợi. Công việc của con giáp này trong tuần khá thuận lợi, bản mệnh được nạp thêm năng lượng, phát huy năng lực tốt hết mức có thể. Với người làm đầu tư, kinh doanh, tuần này là thời điểm rất thích hợp để bạn mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác của mình, đôi bên chỉ cần thẳng thắn sòng phẳng với nhau thì sẽ hợp tác ăn ý, kiếm về tiền tài dư giả. Tuy nhiên, ngũ quỷ hung tinh đang xuất hiện trong khoảng thời gian này nên bản mệnh cần phải đề phòng kẻo bị tiểu nhân hãm hại. Những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này có thể sẽ khiến cho kẻ tiểu nhân sinh lòng đố kỵ, từ đó tìm cách hạ bệ con giáp này xuống vị trí thấp hơn. Xin nhắc nhở người tuổi Mậu Thân, chú ý các khoản chi tiêu vào thời điểm đầu tuần, kiếp tài án ngữ. Bản mệnh có thể lâm vào họa hao tài phá lộc, tiền bạc hư hao, đi chơi ở những nơi có nhiều người đông đúc, dễ mất tiền như chơi. Tốt nhất là tiền bạc tư trang phải cẩn thận để mắt tới, đừng ham vui, rồi cuối cùng lại khóc mếu mất tiền. Về tình duyên thì có thể nói đầu tháng vận đào hoa khá vượng, bản mệnh có thể đón nhiều tin vui về đường tình cảm. Người độc thân nên mở lòng mình hơn, có thể trong những lần du lịch, bạn sẽ gặp được người là định mệnh của cuộc đời mình. Các cặp đôi có thêm thời gian hâm nóng tình cảm nên càng thêm nồng nàn thắm thiết. Bên cạnh đó, dù có muốn chinh phục đỉnh cao đến mấy thì bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe của mình. Không nên quá tập trung vào một việc gì đó quá mức đến mức quên ăn, quên ngủ khiến cơ thể mệt mỏi. Quý nhân, Ý, Thìn, tiểu nhân, Sửu, Tỵ. Màu sắc may mắn, xám, cam. Con số may mắn, 65, 62, 86. 2. Tử vi 10 ngày giữa tháng 11 âm lịch. Với người tuổi Mậu Thân, tử vi 10 ngày giữa tháng 11 âm mang theo những tin vui góp phần làm rạng rỡ vận trình cho con giáp này. Chẳng những tiền bạc, công danh tăng tiến, nhờ được Nguyệt Mã Cát Tinh chiếu mệnh mà ngay cả đường tình duyên cũng có nhiều tín hiệu đáng chúc mừng. Các cặp đôi đã giải quyết được những mâu thuẫn, vướng mắc trước đó, có lẽ thời gian qua đã giúp cho hai bạn hiểu và thông cảm cho nhau hơn, cũng nhìn thấu tình cảm của mình dành cho đối phương và cố gắng chung tay vun đắp cho cuộc sống hai người càng thêm hạnh phúc. Người tuổi Mậu Thân, nếu theo nghiệp kinh doanh thì sẽ dễ dàng phát tài khi được các thần thực thần che chở tiền bạc, ào ào đổ về nhà. Tuy nhiên, điều này cũng phải đánh đổi ít nhiều, khi mà mọi người dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn thì bạn lại phải làm việc và phục vụ khách hàng. Đặc biệt, một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ nhờ trúng thưởng, trúng số. Tuy nhiên, bạn cần có cách sử dụng khoản tiền này hợp lý, chớ tiêu xài lãng phí, kẻo cuối cùng cũng của thiên trả địa. Công việc trong thời gian này tiến triển rất thuận lợi, thiên ấn cho thấy bản mệnh được cấp trên đánh giá cao bởi khả năng sáng tạo cũng như ứng biến tốt trước những tình huống bất ngờ phát sinh. Những người đã dành nhiều thời gian cho các công việc tay trái có thể thu về lợi nhuận hoặc thù lao xứng đáng với công sức trong thời gian này. Tuy nhiên, con giáp này cần thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, kẻo dễ vướng họa khẩu thiệt thị phi, ảnh hưởng đến uy tín của bản thân. Quý nhân, Mùi, Thìn. Tiểu nhân, Dần, Tuất. Màu sắc may mắn, trắng, xanh. Con số may mắn, 37, 64, 59. 3. Tử vi 10 ngày cuối tháng 11 âm lịch. Người tuổi Mậu Thân trong tử vi tuần mới gặp khá nhiều điều may mắn, trước tiên là đường công danh. Sự nghiệp đang thực sự đạt đến đỉnh cao,
Khi mà bản mệnh biết được sở trường của mình là gì và biết phải đi theo hướng nào để có được thành công. Chính ấn cho thấy, càng về cuối tháng vận trình càng vượng, khả năng thăng tiến lại càng cao hơn. Bản mệnh nên nắm bắt cơ hội để phát huy năng lực của mình, thể hiện hết những gì mình có, chắc chắn thành công sẽ không còn quá xa. Thái Dương phù trợ nhân duyên, nhờ thế mà chuyện tình cảm của con giáp này thời gian này có nhiều chuyển biến tích cực. Người độc thân tìm thấy người mình thực sự yêu thương, việc bạn cần làm bây giờ chỉ là bày tỏ tình cảm của mình, thể hiện sự chân thành của mình đối với người ấy mà thôi. Vận trình tài lộc có phần bất ổn khi thăng trầm đan xen, thực thần cho thấy tiền bạc vào nhiều nhưng có lẽ khó bề tích tụ. Khi mà kiếp tài lằng nhằng theo sau, trực chờ tìm cơ hội để khiến cho tiền bạc tiêu tan. Bản mệnh nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, thay vì tiêu tiền không cần suy nghĩ, tuy nhiên, chuyện làm ăn kinh doanh sẽ có bước tiến vượt bậc. Những dự án đầu tư trước đó của bạn dần đem lại lợi nhuận đáng kể, nhờ đó mà bạn có một túi tiền rủng rỉnh, chuyện chi tiêu cũng không cần phải tính toán quá nhiều. Nếu có việc cần phải đi xa, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi, cuối tháng hỷ thần ở hướng đông nam và tài thần hướng tây. Quý nhân, thìn, dậu. Tiểu nhân, dần, mão. Màu sắc may mắn, nâu, vàng. Con số may mắn, 56, 97, 16. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, tháng 11 âm lịch 2023. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn chúng ta cần tìm được những người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài, vượng lộc, thu hút may mắn. Vậy người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi Mậu Thân với tuổi Tý. Tý và Thân được cho là một cặp trời sinh bởi cả hai đều hài hước, vui tính và hòa hợp với nhau, tình yêu của họ cũng thật mãnh liệt và lãng mạn, khiến cho nhiều người phải ghen tị. Tuổi Mậu Thân dù luôn tôn thờ chủ nghĩa độc lập, tự do, nhưng không bao giờ cảm thấy khó chịu, bị bó buộc trong vòng tay của người tuổi Tý. Cặp đôi này có thể quấn quýt với nhau cả ngày không rời và cùng nhau tạo nên nhiều khoảnh khắc ý nghĩa tuyệt vời. Tý và Thân cũng dễ dàng hòa hợp với nhau trên phương diện làm ăn, kinh doanh, Thân sáng tạo và có con mắt nhìn xa, trông rộng, sẽ là người đứng đầu tổ chức công việc, lập kế hoạch cho những bước đi vững chắc, Tý quyết đoán và giỏi ứng biến với nhiều tình huống, sự cố bất ngờ xảy ra. 2. Tuổi Mậu Thân và tuổi Thìn. Thìn và Thân đều là hai người có tính cách hướng ngoại, thích giao tiếp, gặp gỡ và xây dựng nhiều mối quan hệ mới. Tình yêu của hai tuổi này thật mãnh liệt và hạnh phúc, họ hòa hợp với nhau và luôn biết cách làm mới tình cảm của mình. Đôi lúc mối quan hệ này xảy ra những mâu thuẫn gay gắt, nhưng điều quan trọng là tình yêu nồng nàn có thể khiến cho họ bỏ đi cái tôi của mình, sẵn sàng nhường nhịn tha thứ cho những lỗi lầm của nhau. Thìn và Thân là cặp đôi khá lý tưởng, nếu họ trở thành đối tác làm ăn của nhau, những công việc khó khăn, nguy hiểm sẽ không khiến cho họ sợ hãi bỏ cuộc, bởi Thân ưa mạo hiểm, còn Thìn sẵn sàng đối mặt với khó khăn. 3. Tuổi Mậu Thân với tuổi Tỵ. Ban đầu, tình yêu của Tỵ và Thân thật mãnh liệt, lãng mạn, họ thích những cuộc vui chơi, chuyến đi du lịch xa xôi cùng bạn bè để khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Tỵ và Thân cuốn hút nhau bởi họ có chung sở thích và đam mê, tuy nhiên, mối quan hệ này nhanh chóng bị nguội lạnh bởi Tỵ khi yêu có tính sở hữu cao, còn Thân lại muốn được tự do, thoải mái. Nếu hai bên không biết nhường nhịn, lắng nghe tâm sự của nhau thì mối quan hệ này rất dễ đổ vỡ. Sự hợp tác của Tỵ và Thân trong công việc làm ăn sẽ đem lại nhiều hiệu quả, thành công, nhưng mâu thuẫn vẫn có thể xảy ra. Nếu như Thân quá đề cao vai trò của mình, hơn nữa, Tỵ cũng là người rất tự tin, không thua kém ai, hai tuổi này đều muốn mình là người đứng đầu lãnh đạo công việc. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, lời Phật dạy về nhân quả có câu, người không làm phước thì thường chịu quả báo, nếu tu được phước thì đời này và đời sau đều được an vui. Sự an vui, hạnh phúc ở đời đều do tu thân mà có được, hiểu nhân quả thì mới đoán được vận tốt xấu của mình và biết được thời gian quả báo xuất hiện. Trong kinh Phật cũng có nói, nghiệp chướng không thể biến mất, khi quả báo chín muồi có quy y cũng khó thoát, chỉ cần đã tạo nghiệp thì đến thời thuận lợi, nhất định sẽ thấy quả báo linh ứng và khi quý vị làm việc thiện mà không được quả báo ngay. Đó là do thân khẩu ý của quý vị đã tạo nghiệp quá nhiều, lỗ hổng quá lớn, khiến cho tất cả phước đức đều bị thất thoát. Vì vậy, khi hiểu được nhân quả thì sẽ biết bói toán, bùa ngải chính là mê tín dị đoan. Chỉ có thích thiện mới có thể cải biến nhân quả, tăng phúc, cải biến vận mệnh. Nếu làm việc thiện và tích đức thì sẽ có phúc dày, ắt được phúc báo,
không cầu của cải thì phú quý sẽ không mời mà đến. Người có tấm lòng nhân hậu thì dù không được trời ban thưởng cũng được mọi người đối xử tử tế, suốt ngày vui vẻ, tự nhiên, sống cuộc đời hạnh phúc. Nếu một người có tâm niệm xấu xa, cho dù không có sự trừng phạt của thần linh, cũng sẽ bị mọi người lên án, suốt ngày sống trong hận thù, số phận ắt sẽ éo le. Thiện ác do trời định, người tốt không bị trời lừa, xin cho mỗi người đều biết nói lời lành, làm việc lành, có ý tốt, tích đức và được phước liên tục. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.